Hello, chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể chị quý vị các bạn. Thì giờ 8:03 buổi tối rồi, em lại xin phép bên sóng và báo giá cho anh chị quý vị mình nhá. Thì giờ hôm nay nó còn gần cuối tháng 7 rồi, bên em vẫn giảm giá và chiên khách hàng này. Anh chị quý vị mình vào xem nhanh tay chọn cho mình những mẫu sản phẩm ưng ý nhất nhá. Giảm giá đến cuối tháng 7 này, chiên khách hàng này, phục vụ gia đình mình ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe đây. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe, phân khúc xe để phục vụ anh chị quý vị mình. Như là dòng xe bình dân nhất này. Đấy. Giá cả thì vừa phải thôi. Thì mình cùng tham khảo giúp em nhé. Chào Trần Thị Thu Hằng này, chào Khúc Văn Công này. Chào toàn thể anh chị quý vị này, chào tất cả những khách hàng vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy. Rất là nhiều đầu xe này, đấy mẫu xe này. Phục vụ gia đình của mình ạ. Hôm nay thì nhà em có về thêm một chiếc Kia Morning này, đấy 2010. Số sàn 135 triệu đồng, nhà mình cùng tham khảo giúp em nhé. Đấy, về một chiếc này này. Về thêm một chiếc không? Toyota Vios quốc dân 2018 đây. Tư nhân chính chủ biển Hải Dương đây, biển rất là đẹp luôn. Đấy, mình tham khảo giùm em mẫu này này, mới về chiều hôm nay luôn này. Và mẫu Hyundai Getz 209 nhá. Đấy, tham khảo giùm em đi, ba mẫu sản phẩm mới về đây. Đấy. Đấy, rất nhanh vừa mới vào sóng livestream thì anh chị quý vị mình đã vào ủng hộ em ạ. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều nhá. Đấy, rất là nhiều đầu xe đây, để mình theo chân em đi một vòng đi để tham khảo những mẫu xe hiện đang có nhá. Thấy ưng mắt mẫu nào này, vừa mắt mẫu nào này, để lại bình luận luôn, em tư vấn theo yêu cầu luôn cho gia đình mình nhá. Chắc Du Nguyễn, chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào bác Khúc Văn Công, chào bác Thông Nguyễn, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Đây. Đấy, rất là nhiều đầu xe đây. Để phục vụ gia đình của mình nhá. Vâng, anh chị quý vị mình đang xem, mạnh dạn để lại comment đi, mạnh dạn để lại bình luận đi để em tư vấn luôn nhá. Đấy. Tư vấn trực tiếp luôn cho gia đình mình có nhìn tổng quan nhất về sản phẩm này. Đấy, 7 chỗ này có Innova này, đấy. 5 chỗ SUV có Outlander này. 5 chỗ gia đình có i10 này, Kia Morning này, rất là nhiều đầu xe để phục vụ gia đình mình ạ. Đấy. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đến gia đình ạ. Lên trang cá nhân này, đấy, hội nhóm này. Lên tường đi, không mất tiền, không mất bạc gì cả. Mà để lan tỏa buổi livestream hơn. Cảm ơn anh chị quý mình rất là nhiều nhá. Đấy, một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương rồi. Hơn 100 đầu xe đấy anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào Trần Thị Hằng này. Ok, cảm ơn Trần Thị Hằng rất là nhiều này. Nhà mình ơi, cho em xin hỏi ý kiến là hình ảnh âm thanh này đã ok chứ nhỉ? Để em xin phép bắt đầu livestream nhá. Vâng, cảm ơn bác Khúc Văn Công rất là nhiều này. Đây, em xin phép bắt đầu livestream nhá. Mình chia sẻ mạnh lên gia đình mình ơi. Đây. Tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị mình. Đây, đầu tiên những dòng xe tầm vừa vừa tiền trước nhá. Đây, những anh nào mà những anh nào chị nào này vừa có bằng tập lái này, muốn bổ túc tay lái này, hoặc là muốn chọn cho mình một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm liệu, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất của gia đình của mình, tham khảo cho em mẫu này này. Kia Morning 2010, đấy, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cơ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 156 triệu đồng, đấy. Là răng đúc lốp láp đẹp sơn xi chất, đấy. Cặp đèn pha này đấy, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm còn dài nhá. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 155 triệu đồng đã được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Giá còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên gia đình ơi, vui vẻ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Lên tường là một này, lên trang cá nhân cũng như hội nhóm, không mất tiền, không mất bạc gì cả, mà để lan tỏa buổi livestream mới hơn. Để những anh chị quý vị nào mà đang tìm cho mình một địa chỉ mua bán uy tín về xe cũ này, đấy, đến bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em, cam kết với anh chị quý vị nhà mình những đầu xe chất lượng này, đấy. Không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút là về vấn đề pháp lý nhá. Cam kết trên giấy trắng mực đen cho anh chị quý vị mình. Nếu mà sai này, hoàn trả một một, không có nghĩ nữa, hoàn lại tiền 100% gia đình của mình ạ. Vâng, thì vừa rồi là chiếc Kia Morning 2010, 156 triệu đồng. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình. À, vâng, bác anh Ngọc à, La Chetti Cedric đi bạn. Ok, có Cedric cho bác anh Ngọc tham khảo nhá. Đấy, tư vấn theo yêu cầu anh chị quý vị mình luôn, nhà mình luôn. Đấy, đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, phân khúc tầm bao tiền cứ để lại bình luận đi. La Chetti Cedric 2010 đây, gia đình mình tham khảo giùm em này. Đấy, la răng đúc 17 inch, lốp láp đẹp, xin nhan trên sườn xe này. Sơn xi, máy số keo chỉ thì còn zin.
255 triệu đồng nhá. Tham khảo giúp em này. Sedan 2 đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. Đấy, còn bao rút hồ sơ gia đình mình đấy. Trang bị cả option cửa sổ trời Panama đây, vô cùng một thể thao, vô cùng hiện đại nhá. Biển tư nhân chính chủ Hà Nội này, 255 triệu này. Đấy. Tiếp tục đến Lancetti Select nhá. Bác anh Ngọc ơi, tham khảo giúp em một mẫu Lancetti Select này nữa đi ạ. Vâng, chào bác Trọng Tú này, chào bác Hùng Vũ Minh, chào bác Cường Duy, chào bác Tuyển Lương, chào bác anh Ngọc, chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Cho em gửi lời chào để chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị quý mình trên ba miền Tổ quốc nhá. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ này, qua bước sóng livestream này. Chọn cho mình một mẫu xe ưng ý đi, phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình ạ. Tiếp tục là Lancetti Select này. Đấy, Lancetti Select nhập Hàn xuất Trung Đông 2010. Động cơ 1.6 số tự động nhá. 255 triệu đồng, đồng giá hai chiếc Lancetti Select bên em nhá. Đấy, cặp đèn pha này thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy. La răng đúc lốp đáp thì còn mới, xi nhan trên sườn xe này, nội thất ghế da theo xe. Đấy, trang bị cả cửa sổ trời trên cao này. Đấy, có cửa sổ trời trên cao này. 255 triệu đồng giá cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Xuân Khu Bùi, chắc Văn Chiến này, chắc Thái Tô Ly này. Ok, bên em có Sen nhá, anh Thái Tô Ly nhá. Có Santa Fe đời cao không? Tiếc quá, Santa Fe đời cao thì bên em chưa có. Bác Xuân Khu Bùi ơi, bác tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage đi. Lao mà có Santa Fe đời cao thì em sẽ tư vấn, gọi điện trực tiếp cho anh nhá. Cho em xin lại số điện thoại vào phần tin nhắn fanpage đi ạ. Cho xem con 700 đi bạn. Có đổi 18k không? Bên em có đổi các xe nhá anh nhá. Vâng, cho xem con 700 đi. Đâu con 700 ở bên em đang để chỗ nào ấy nhỉ? Đây em tư vấn cho anh Mạnh Trọng Cảnh nhá. Ok, cho anh xem lại coi. Con Matiz nội thất bên trong em ơi. Ok anh nhá, đây. Để em cho anh Mạnh Trọng Cảnh này, anh để lại bình luận trước tham khảo mẫu gần 700 bên em nhá. Để em tư vấn cho anh trước này. Đấy, xong rồi sẽ quay lại con Matiz của anh ạ. Cảm ơn những bình luận của anh chị quý vị rất là nhiều này. Đây mẫu tầm loanh quanh gần 700 anh tham khảo giúp em mẫu này anh ơi. Outlander 2016 đăng ký là bánh năm 2018 đây. Động cơ 2.0 số rộng đây. Mitsubishi Outlander nhá. Tư nhân chính chủ này đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. La răng đúc 17 inch mỗi bánh, có phanh ABS này. Vô lăng tích hợp túi khí và có nút điều khiển trên vô lăng này. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. 575 triệu này. Đấy, anh Mạnh Trọng Cảnh tham khảo giúp em mẫu này nhá. Đấy. À, cũng tiện thể giới thiệu chị quý vị mình luôn ạ. Bác Mạnh Trọng Cảnh này có địa chỉ ở An Sơn Nam Sách Hải Dương này. Đấy, kênh chuyên buôn bán những chậu cảnh cây cảnh nhá. Bên em thì vừa rồi cũng lấy mấy chậu bên anh rất đẹp luôn. Những bác mà đang có nhu cầu đến này liên hệ luôn với anh Mạnh Trọng Cảnh này. Đấy, liên hệ anh Mạnh Trọng Cảnh luôn cho em nhá. Máy móc ok không em? Máy móc còn đấy zin nhá anh Mạnh nhá. Máy móc zin luôn, cam kết anh này. Đấy. Matiz bản AT, bác Văn Chiến, Matiz bản AT tiếc quá tạm thời bên em chưa có anh ơi. Đấy, anh tham khảo giùm em mấy mẫu Morning bản AT đi. Nguyễn Công Duy, chào anh Nguyễn Công Duy, có Kia Morning không? Có rất là nhiều Kia Morning luôn anh ạ. Có con nào tầm 100 tập lái không? Có tầm 100 tập lái bác Lý Công nhá. Vâng, chào tất cả anh chị quý mình vừa đang xem livestream này. Vâng, bác đồ của ông Nguyễn Canh Nguyễn ơi, đây tham khảo cho em Matiz này. Đấy, hôm nay chiếc này thì em lại chưa đánh vào này. Matiz SE 2008 đây. Đấy, đăng ký là máy nó 2009 đây. 45 triệu đồng nhá. Đấy, máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp nhá. Đấy. Tham khảo cho em chiếc này đi. Hơn 40 triệu thôi. Tập lái tránh mưa tránh nắng 5 chỗ đây. Đấy. Mưa không đến mặt mà nắng không đến đầu nhá, màu trắng này, mẹ mắng cũng mua nhá. Nội thất bên trong thì em quay cho ạ. Đấy, nội thất ghế đây em chỗ này hơi tối này, em cũng quay xin quay con nội thất cho anh chị quý mình cùng tham khảo nhá. Đây nội thất ghế da này tông màu đen đỏ nhá, con này để ngoài chỗ này tối quá anh ạ. Đấy, anh để lại tin nhắn đi, để lại tin nhắn ở fanpage đi, sáng mai em sẽ quay chi tiết cho anh phần nội thất nhá, để con này hơi tối ở ngoài này. Đây tiếp tục này, quay lại anh chị quý vị mình này, Kia Morning tập lái nhá. Đây giới thiệu gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Huy Thuật này, chào bác Bàng Xuân, chào bác Hùng Vũ Minh, chào bác Nguyễn Khôi, chào bác Lê Phan này, chào toàn thể chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ.
Đây tầm 100 triệu tập lái đây, tham khảo giùm em mấy mẫu gia đình mình ơi. Kia Morning 2010 1.0 số sàn này. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi nhá. Tham khảo em mẫu này đây. Tập lái hơn 100 triệu đây, 150 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị, quý vị nhà mình này. Tiếp tục dòng tập lái thì mình cùng tham khảo giùm em này. Đấy. Chiếc này hôm nay bên em mới về luôn. Spark 2009 này, đăng ký là bánh năm 2010 này. Màu trắng rất đẹp luôn. 98 triệu đồng nhá. Đấy. La sáng đúc lốp láp đẹp sơn chi chất nhá. Anh chị quý vị nào mà đang muốn chọn cho mình một dòng tập lái dưới 100 triệu đồng này, tham khảo giùm em chiếc Spark đi gia đình ơi. Đấy. Còn rất là đẹp luôn. Đấy, tư nhân chính chủ này, 30 Hà Nội phố đây. Vâng, cảm ơn bác Trần Thị Thu Anh ạ. À, Trần Đức Anh ạ. Xếp IB em. Ngay sau buổi livestream này em xếp IB của anh Đức Anh nhá. Vâng, chào bác Lê Phan, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Nhà mình cứ hoan hỉ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Đấy, 5-7 lượt chia sẻ không mất tiền, không mất bạc gì cả, để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Chốt sâu cho anh chị quý vị mình luôn. 9-10 lên đường trong đêm. Bác Anh ơi, nhắn tin với em đi bác Anh ơi. Đây, chốt sở bác nhá, bác đây, bác Hoàng Đức Hợp tham khảo giùm em này. Đấy, sở bác đẹp chưa bác Hoàng Đức Hợp ơi. 98 triệu đồng. Đấy, la sang đúc lốp láp đẹp. Đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen này, chiếu sáng đa chiều này. Đấy, em quay nội thất bên trong mình cùng tham khảo nhá. Đây, nội thất ghế da này, đấy. Rất là đẹp luôn. Trang bị cả các giải hạt đây, đấy, tạo cái sự thoải mái cho người đi này, đấy. Vô lăng này, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. 98 triệu đồng thôi ạ. Ok, bác Trần Đức Anh đã nhắn tin rồi này. Chào bác Nguyễn Huy này, chào bác Nguyễn Lương Sa này. Quay kỹ anh chốt lên sao à. Ok anh Hoàng Đức Hợp. Đây em giới thiệu lại nhá. Giới thiệu lại một lượt luôn cho anh Hoàng Đức Hợp này. Spark 2009 này, đăng ký năm 2010 này. Đấy, la sáng đúc lốp láp đẹp nhá. Lốp láp còn mới đấy bác Hợp ơi. Đấy. Sơn si máy số keo chỉ thì còn chất, đăng kiểm còn khá dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, quan sát cho một vòng đi. Biển tư nhân 30 Hà Nội phố này đấy. Spark Chevrolet nhá, tham khảo giùm em đi. Đấy, còn muốn sâu hơn nữa này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em. Có hình ảnh và video chi tiết của con này rồi bác Hoàng Đức Hợp nhá. Vâng, chào bác Bình Hoàng, shop Y Tiến. Vâng, cảm ơn bác Huỳnh Bình Hoàng rất là nhiều này. Chúc bác Bình Hoàng này bác thích cực xúc à. À vâng. Và chúc anh chị quý mình vừa xem buổi livestream này có một buổi livestream vui vẻ nhá. Chọn cho mình những mẫu xe ghi nhất đi. Để lại bình luận đi, để lại comment đi em tư vấn ạ. Có Everest không bác? Tiếc quá bác thích cực xúc ơi. Everest, for Everest thì bên em tạm thời lại chưa có này. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage, để lại cho em số điện thoại đi. Sau buổi livestream này bên em mà có đầu Everest nào mới về nhá, thì em gọi cho anh ngay luôn anh nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Ok, chào anh Minh Vương, chào anh trai. Chúc anh trai buổi tối vui vẻ. Vâng, ok, chúc Minh Vương một buổi tối vui vẻ. Minh Vương ơi, chia sẻ nhiều lên. Vâng, chào bác Nguyễn Linh, chào bác Đào Phước ạ. Chào tất cả những khách hàng vừa xem buổi livestream ngày hôm nay. Đây thì cũng như giới thiệu đây, hôm nay bên em có về hai chiếc Morning này. Đấy, một chiếc màu trắng vừa rồi bây giờ giới thiệu này. Một chiếc này mới về nhá. Đây, tiếp tục giới thiệu chị quý vị mình những dòng xe tập lái hơn 100 triệu đây. Kia Morning 2010, đăng ký là bánh năm 2012. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình là 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng, Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Máy số điện đóm thì hiền và lành, dễ bảo trì bảo dưỡng này. Phụ tùng thì luôn luôn có sẵn nhá. Đây em xin quay qua một phần nội thất bên trong cho mình cùng quan sát này. Đấy, mới về đây. Bên em chưa dọn dẹp đâu nhá. Đấy, mới về chưa dọn dẹp đâu. Xe này trang bị màn hình Android cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình này. Đấy. Vô lăng 3 chấu này, đấy, tích hợp túi khí trên vô lăng nhá. 135 triệu đồng. 1.0 số sàn đã được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Dòng Kia với Morning đây đang Kia Morning đây, đang Kia Morning đây cả nhà mình ơi. Đấy, tham khảo chiếc này đi. 135 triệu đồng, Kia Morning 2010. Tìm Morning 217, 218 số sàn. Có 217, 218 số sàn đấy nhá. Ok. Sao bác nhìn đẹp ở ngoài, ngoài có thể đẹp, thể không. Cam kết anh Huy Văn nhá, con này không chỉ đẹp ở ngoài đâu, trong cũng đẹp nhất, đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn. Máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi, em gửi video và hình ảnh chi tiết con này cho anh nhá. Đẹp không tin được luôn ạ.
Đây, tiếp tục Vios này, cho mình cùng tham khảo này. Bác nào vừa mới hỏi modeling của Vios này. Chiếc Vios này mới về đây, gia đình mình cùng tham khảo giùm em này. Nhìn biển thôi đã thấy đẹp này. 34A21221 luôn. Đấy. Mãi đỉnh này. Kia Toyota Vios 2017 đăng ký và làm bánh năm 2018. Động cơ 1.5 số sàn bản E tư nhân chính chủ Hải Dương này. 4 mùa không một lụt nhá. La răng đúc zin 4 bánh này. Phanh ABS chống bốc cứng 4 bánh luôn. Đấy, bản E xịn 2017. Xi nhan trên gương này. Gương kính cụp xoay điện, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 này. Cam kết anh chị, quý vị nhà mình zin 100% luôn. Khác xe mới là chỉ đời sản xuất thôi. Bao test hãng trên toàn quốc nhé. Xác định lỗi này, xác định lỗi con này, tặng 10 triệu cho anh chị quý vị nhà mình luôn. Đấy, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình theo xe. Đấy, Toyota Vios bản E 2017. Đấy, anh chị quý vị nào mà đang muốn tìm cho mình một chiếc xe tư nhân chính chủ đời cao này, tham khảo cho em chiếc này đi. Đấy, em quay một vòng ngoại thất này. Có video và hình ảnh chi tiết rồi gia đình nhá. Chi tiết đến từng con ốc luôn để phục vụ gia đình mình ạ. Ok, Minh Shop có xe lũ lụt không? Bên em không nhận những loại xe mà gọi là thủy kích ngập nước anh Minh Vương nhá. Cam kết với cả gia đình nhà mình ạ. Chào bác Đình Vũ, chào bác Nguyễn Đình Nga này. Chào bác Đặng Đặng này, chào bác Minh Vương. Chào bác Lam Nguyễn này. Chào bác Hình Vô, chào bác Hải Văn Nguyễn. Gầm cao đi bạn. Ok, có gầm cao cho anh ơi. Có gầm cao cho anh nhá. Đây em bác là đang hỏi con Morning 217 nhỉ. 217, 218 số sàn không? Tham khảo em trước số tự động trước này, 218 này. Kia Morning số tự động 2018 này. Đấy. Tham khảo em trước này đi, động cơ 1.0. Đấy, động cơ con này 1.2. 1.2 4 máy số tự động 2018 này, tham khảo giùm em chiếc này nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin, tư nhân chính chủ Hải Dương đây. Là răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đi ABS nhá. Đấy, hạn đời 2018, tham khảo Kia Morning, tham khảo giùm em chiếc này này. Có Xpander không? Xpander thì tạm thời bên em chưa có anh ơi. Đấy. Con Vios này anh. Con Vios này này 418 triệu đồng này. 418 triệu đồng, tham khảo giùm em nhá. Giá còn bớt còn thêm một, còn tham khảo thêm được đấy. Vâng, chào bác ạ. Kiêm Trường Đình Kiêm bán cho xe ngập nước bên em không có anh ơi nhá. Anh tham khảo kênh khác đi, bên em cam kết với gia đình mình không có con nào thủy kích ngập nước nhá. Nếu mà anh muốn xe mua xe ngập nước, tham khảo kênh khác giùm em. Đây, tiếp tục Morning đây 217 đây nhà mình tham khảo giùm em này. Kia Morning 217 1.2 đây, số sàn 4 máy. Đấy. Con Morning ốc, đây con Morning trước máy của em nhá. 255 triệu đồng này. Đấy, tham khảo giùm em con này đi, số sàn này. 255 triệu đồng nhá, bản SI bản đổ full kịch này. La răng đúc phay 4 bánh, có phanh đi ABS, nốp lắp thì còn mới. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Nội thất ghế da điều hòa đóng lạnh hai chiều nhá. Đấy, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi, xin nhan trên gương, đăng kiểm còn khá là dài. Đấy. 255 triệu đồng này, Kia Morning 217 này, tham khảo giùm em gia đình ơi. Vâng, chào bác Phong Hà, chào bác Băng Đảm, chào bác Huy Dương Văn, chào bác SB Vương. Chào toàn thể chị quý vị mình nhà mình ạ. Vâng, đây em đang tham khảo những đầu Kia Morning cho gia đình mình đây. Trước bên cạnh này này, đây 135 triệu đồng nhá. Đời 2010 này, em đã tư vấn đầu buổi livestream này. Tiếp tục là Kia Morning CMCM 2017 2018 đây. Kia Morning 2016 nhá, tham khảo giúp em chiếc này này. Đấy, bác nào đang tìm 2017 tham khảo giúp em chiếc này này. Kia Morning 2016 động cơ 1.25 số sàn. 5 chỗ ngồi đây, máy số keo chỉ còn chất còn đẹp nhá. 200 triệu đồng tròn cho anh chị quý mình quan tâm. Giá còn bớt còn thương lượng ạ. Đấy, màu đỏ rất là đẹp, rất là tươi đây. Màu của may mắn đây, màu của chiến thắng đây anh ơi. La răng đúc lốp đáp đẹp, nội thất hai màu. Nội thất hai màu tông đen đỏ nhá, màn hình to bằng cái rổ rồi. Mua về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình. 200 triệu đồng này, Kia Morning 2016 này. 135 triệu đồng, Kia Morning 2010. 255 triệu đồng, Kia Morning bản SI 2017 này. Đây, còn một con Kia Morning 2016 nữa. Anh chị quý vị mình đang quan tâm, tiếp tục tham khảo giùm em này. Ok anh Văn Chiến ơi, đây, tiếp tục em sẽ quay lại cho anh con Kia Morning số tự động nhá. Kia Morning 2016 đây anh ơi, 200 triệu đồng đây. Với lớp sơn màu vàng rất là đẹp này. Đấy, la răng đúc phay 4 bánh, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy.
đăng kiểm thì còn rất là dài này, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều, màn hình to như quyển sách rồi. Sẵn đi sẵn sử dụng phục vụ nhu cầu gia đình mình thôi. 200 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng được ạ. Đâu nhỉ, anh nào hỏi Kia Morning số động này. Đây Morning bản tự động, có Morning bản tự động nhá. Đây dạo này về rất là đa dạng xe này, hầu như là sự lựa chọn nào cũng có đổ cho gia đình mình luôn. Tham khảo giùm em này, Kia Morning 2018 đăng ký làm bánh năm 2020, số tự động, động cơ 1.2 này. Đấy, tham khảo giùm em đi. Những chị gái nào, những bác nào mà đang muốn cho mình một chiếc đời cao, số tự động này, đi nhàn nhã này, tham khảo cho em chiếc này. Máy số này, keo chỉ, sơn si cột kèo còn zin nhá. Máy, đấy. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình, tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đây em quay luôn, giá liêm yết bên em cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Đây, 335 triệu đồng. Đấy, 1.2 số sàn, được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Tham khảo giùm em với gia đình ơi. Vâng, chào tất cả. Chào 100 khách hàng mình đang xem. Cảm ơn những lượt xem của anh chị quý vị rất là nhiều này. Hoan hỉ lên, hoan hỉ chút nữa lên. Cho em xin 5-7 lượt like đi, không mất tiền không bạc đi cả gia mình ơi. Hoan hỉ lên gia đình ơi. Vai ớt giá sao vậy? Đây, vai ớt đây. Con vai ớt này mới về bên em này, 418 triệu đồng cho anh chị quý vị quan tâm này. 2017 đăng ký làm bánh năm 2019 nhá. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu này, 34A Hải Dương nhá. 4 lốp đời liền cho xe luôn. 418 triệu đồng, 2017 Toyota Vios ạ. Vâng, chào bác ạ. Zin trường có Everest không? Vâng, Everest thì hôm nay hai bác đang tham khảo đấy. Thì tạm thời bên em chưa có đầu Everest nào. Anh tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi đi. Đấy, làm một đầu Everest nào nhá. Để lại cho em số điện thoại ở phần để lại cho em số điện thoại phần comment đi. Làm có em sẽ gọi cho anh luôn nhá. Anh Zin trường nhá. Vâng, chào bác Trần Dũng, toàn xe đẹp. Đúng rồi bác Trần Dũng ơi, toàn xe đẹp thôi, toàn xe chất lượng thôi, để phục vụ đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, nhà mình còn thắc mắc gì nhá, cứ để lại bình luận đi. Cứ để lại bình luận để em báo giá trực tiếp luôn. Báo giá theo nhu cầu, theo tâm lý anh chị quý vị luôn. Đấy, thấy ở đâu chiều khách như tại chợ ô tô là mối Hải Dương chưa ạ? Đây, tiếp theo đây, xin giới thiệu anh chị quý vị mình đây, một chiếc xe nhỏ gọn đến nhà Hyundai nhá. Hyundai Grand i10 2014 này, đăng ký là bánh năm 2017 với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ, 30 Hà Nội phố đây. La sáng đúc, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Hai bánh sau thì được hỗ trợ phanh tăng chống này. Đấy. Gương kính cụp xe điện xin nhan thì tích hợp trên gương, đăng kiểm còn 1 năm nữa. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 này. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí và các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Đầu đài màn hình theo xe, nội thất cực đẹp. 245 triệu đồng, tham khảo gia đình mình nhá. Đấy, 245 triệu đồng. Vâng, chào bác ạ. Hồng Kông Tử này, chào bác Nguyễn Bảo Bình. Chào bác AT Duy Dương này. Okay, chào bác Trọng Nguyễn này. Anh chị quý vị nào còn thắc mắc gì cứ để lại bình luận. Cứ để lại bình luận đi để em tư vấn tiếp tục cho gia đình mình ạ. Đây, em xin báo giá hết khu vực này đi. Rồi đi đến khu vực khác để báo giá gia đình nhá. Đây, ba chiếc đầu tiên này. Review rồi báo giá này. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng bán tải này, Forger 2 cầu máy dầu bản XLT 2013, đăng ký vào năm bánh năm 2014 nhập Thái nhá. Tham khảo cho em chiếc này đi gia đình ơi. Vua bán tải đây, Forger đây. Đấy, động cơ 2.2 2 cầu máy dầu, siêu trường siêu trọng này. Đấy, phù hợp với anh chị quý vị nào mà kinh doanh cần chở đồ hàng này. Kinh doanh cần chở đồ hàng này, tham khảo cho em chiếc này. Bản XLT bản đủ phun kịch nhá. La sáng đúc, lốp lắp đẹp, có phanh đĩa ABS này. Vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển, xin nhan trên gương. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong này. Để ý thôi em, nội thất bên trong này. Đấy, nội thất bên trong đây, nội thất màu đen theo xe. Đấy, vô lăng túi khí này. Tay đấm củ số đây, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Màn hình đầu đài to rồi, phục vụ nhu cầu của gia đình mình nhá. 410 triệu đồng ạ. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Chiếc này thì có hỗ trợ trả góp đấy. Đấy, nhà mình quan tâm nhá, chiếc này có hỗ trợ trả góp ạ. Vâng, chào bác Đặng Đặng, chào bác Nguyễn Bảo Bình, chào bác Thanh Vũ. Chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Nhà mình giúp em đi, hoan hỉ lên. Mỗi người cho em xin 2 này, 3, 4, 5, 7 lượt like thôi. Đấy, tùy tâm gia đình mình thôi. Không mất tiền, không phạt gì cả để lan tỏa buổi livestream này hơn. Em xin cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Đây, thì đằng sau đây, em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình. Đấy, một vài mẫu sedan 2 đầu, tầm tiền loanh quanh 150 triệu. Để mình cùng tham khảo này. La Chetti 2008 này, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. Máy
Số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp này. La răng đúc lốp lắp với cả dàn đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Đấy, xung quanh thì được bọc các cái chi tiết chrome này rất đẹp này, điểm nhấn này. Ốp gương viền chân kính này, tay nắm cửa thì có cả rồi nhá. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. 150 triệu đồng. Đấy, La Chetti 2008 nhá. Đằng sau chiếc La Chetti 2008 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình lại Toyota Vios đây. Toyota Vios 2010, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, đăng kiểm 1 năm nữa luôn. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy, nội thất ghế da áo lạnh hai chiều rất bút, sơn si đẹp này. Máy số keo chỉ chất, nội thất sạch sẽ rồi. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng. Gia đình nhỏ. Đấy. Toyota Vios 2010. Đấy, cạnh chiếc Toyota Vios 2010 La Chetti 207 140 triệu đồng. Sau này mình cùng tham khảo nhé. Sedan 2 đầu tập lái màu đen mà chỉ 140 triệu đồng thôi. Vâng, cả nhà mọi người đang xem buổi live stream này, hoan hỉ lên, hoan hỉ lên. Cho em xin ơi, không mất tiền, không vào gì cả nhá. Đây, cảm ơn gia mình rất là nhiều này. La Chetti 207 động cơ 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình. Đấy là 140 triệu đồng này. Cạnh chiếc La Chetti vừa rồi, tiếp tục giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc 7 chỗ đây, một chiếc 7 chỗ trầm trung nhá. Cửa tiền gửi đến anh chị quý vị mình là 168 triệu đồng. 168 triệu đồng cho chiếc Vivante 2008 tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi này. Máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp, đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Đấy. Na răng đúc lốp láp đẹp này. Vivante 208 nhá, tham khảo giùm em đi. Vâng, chào bác Dũng Ngô này, chào bác Nguyễn Phạm Y Quang này, chào bác Thanh Vũ này, chào tất cả những anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Qua làn sóng livestream này cho em gửi đến lời chào đến cả gia đình nhà mình. Đấy, nhà mình mong qua cái bước sóng này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Ơi. Vâng, chiếc máy quay em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai Getz mới về bên em này ạ. Hyundai Getz 2009 này, đăng ký là bánh năm 2010. La răng đúc thì đã được trang bị ở 4 bánh rồi. Đấy, la răng đúc 4 bánh này. Lốp láp đẹp này, mang lớp sơn màu vàng cát thì rất là chất này. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, đèn thì còn sáng còn đẹp còn trong, không có dấu hiệu bóng mờ rõ nứt do sương do nhiệt nhá. Với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 155 triệu đồng. Đấy. Em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, bác nào đang quan tâm những dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu bền bỉ đến nhà Hyundai này. Hyundai Getz 2009 này. Giá còn bớt còn thương lượng gia đình nhà mình nhá, 150 triệu đồng ạ. Rất là nhiều đầu xe để phục vụ gia đình của mình đây. Vâng, chào bác Thắng Ngọc vừa xong buổi live stream này, chào bác Trần Văn Việt, chào bác Thái Tô Ly, chào bác Đàm Chiến, chào bác Nguyễn Bảo Bình, chào bác Trần Thị Thu Hoàng này, chào toàn thể anh chị quý vị như mình. Đấy. Để lại bình luận đi, để lại comment quan tâm đi để em được tư vấn cho gia đình mình sâu sắc hơn và trực tiếp hơn nhá. Vâng, bác nào đang quan tâm đến mẫu sedan hai đầu Hyundai Grand i10 đấy nhá, động cơ 1.2 đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em với cửa tiền là 245 triệu đồng. Tham khảo dùm em trước này gia đình ơi. Đấy, xe này được sản xuất năm 2015, đăng ký và làm bánh năm 2016, động cơ 1.2 số sàn. Đấy. Xe rất đẹp luôn. Cặp đèn pha này thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan trên sườn xe. Đấy. La răng sắt theo xe này, đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều rét buốt luôn. Những chi tiết này. Viền chân kính này. Và ốp vè che mưa thì được bọc lốp này. Em sẽ quay vào nội thất bên trong nhé. Đây, vô lăng 3 chấu này, màn hình OLED cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu của giải trí anh chị quý vị và các bạn. Đấy, trên bề mặt tablo thì được giải một lớp cách nhiệt này. Đấy, chủ dùng vô cùng giữ gìn luôn. Đấy, tablo thì nhẵn nhụi, không khoan đục, không dịch vụ taxi. Cửa tiền là 245 triệu đồng. i10 sedan 2 đầu màu trắng này. Đấy, xin gửi anh chị quý vị mình ạ. Nhà mình đang xem buổi livestream này, có những thắc mắc gì về tư vấn, cần gì tư vấn cứ để lại bình luận đi để em được hầu hạ phục vụ anh chị quý vị mình nhá. Đấy, giá đây là giá tham khảo thôi, còn bớt còn thương lượng được gia đình nhà mình ạ. Đấy, quay lại một dòng xe quốc dân Toyota Vios 2010. Đấy, đăng ký vào năm bánh năm 2011, 216 triệu đồng, nhà mình tham khảo dùm em này. 216 triệu đồng.
Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh này. Đây, lốp láp mới này, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Biển 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt đây. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, máy số keo chỉ chất này. Nội thất thì sạch sẽ thơm tho rồi. Mang về sẵn đi sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình thôi. Chào bác Trung Nguyễn Thành, chào bác Sơ B Vương, chào bác Thắng Ngọc, chào bác gái họ Nguyễn này, chào bác Nguyễn Văn viết này, Nguyễn Xuân viết này. Chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Những bác nào mà hôm nay là buổi đầu buổi xem livestream này, hãy để lại cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Thì với khung giờ 8 giờ 3 phút mỗi tối em lại xin phép lên sóng báo giá cũng như trò chuyện tương tác cho gia đình nhà mình nhá. Đấy. 140 triệu đồng. Vâng, 140 triệu đồng. So mẫu Leicester 2018 đấy ạ. À 2008 thì mình tham khảo giùm em đi. Sedan hai đầu phân khúc hạng B. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn xuất còn đẹp, la răng đúc lốp lắp mới. Xin nhan trên sườn xe 140 triệu đồng. Đăng kiểm thì còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Tham khảo giùm em trước đi gia đình ơi. Đấy. Vâng, chào bác Gấu Đỏ này. Chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Thanh Ngoan, chào toàn thể chị quý vị như mình ạ. Đây em xin báo giá tiếp tục lần lượt những dòng sản phẩm em đang có nhá. Đang tham khảo những dòng nào để lại bình luận giúp em đi gia đình ơi. Vâng, chiếc máy quay em đây. Xin giới thiệu đến toàn thể chị quý vị mình một mẫu ASEAN này, bác nào đang quan tâm này. ASEAN 209, động cơ 1.4 số sạc nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh này. Đấy, lốp láp thì còn khá là đẹp này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, nội thất ghế da theo xe. Cờ tiền của anh chị quý vị nhà mình là 160 triệu ạ. 160 triệu cho chiếc ASEAN, chiếc máy quay đây. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đấy ạ. Đấy, tham khảo giùm em đi gia đình ơi. 170 triệu ASEAN 209, 1.4 số sàn nhập Hàn. Đấy, rất là nhiều đồ xe để phục vụ gia đình nhà mình ạ. Đằng sau chiếc ASEAN 209 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một dòng xe 7 chỗ đây. Mitsubishi Jolly 2005, đăng ký và làm bánh năm 2007 bản đồ đây. Trang bị kim phun điện tử nhé, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu luôn. La răng đúc thì ở trên 4 bánh, lốp lăn còn đẹp. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa lao lạnh 2 chiều theo xe. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình ạ. Đấy, tham khảo rồi em một chiếc 7 chỗ đây, gầm cao máy thoáng đi. Vâng, chào bác Tú Trọng, chào bác Thắng Ngọc, chào bác Đặng Sáu này, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Khúc Văn Công, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Cảnh mẫu Mitsubishi Jolly vừa rồi. Tiếp theo đây lại một sản phẩm nữa đến từ nhà Mitsubishi nhá. Mitsubishi Outlander 2016 đời cao đây. Cầm cao máy toáng SUV động cơ 2.0 số tự động. Cờ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 575 triệu đồng. 575 triệu đồng nhà mình nhá. Đấy. Động cơ 2.0 số động này nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, nhập cả chiếc ở Nhật Bản luôn. Đấy, tham khảo giùm em chiếc này này. 575 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng là gia đình nhà mình nhá. Chiếc này bên em có hỗ trợ trả góp nhá. Có hỗ trợ trả góp này, đấy đến 75% của chiếc xe luôn. Bên hỗ trợ trả góp lần 1 này và hỗ trợ ship xe cho gia đình mình quan tâm nhá. Trong vòng 100 km ship miễn phí gia đình mình ạ. Vâng đúng rồi anh Nguyễn Thành Trung ơi, mạng hôm nay Facebook mạng hơi kém anh nhá. Thông cảm giùm em một chút này. Đấy, giữ máy đi để xem đường truyền nó ổn định không ạ. Nếu mà nó không ổn định, có thắc mắc gì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em ạ. Vâng. Rất là cảm ơn, vì rất là cảm ơn chị quý vị xem nhá. Xin lỗi về sự bất tiện này nhá. Xin lỗi thầy mình rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 vừa rồi. Tiếp theo đây gửi đến gia đình nhà mình một bốc Cruy đây. Chevrolet Cruy 2011 này. Đấy. Máy mới, form mới đây. Nhà mình tham khảo giùm em nhá. Sedan hai đầu phân khúc hạng C. Đấy. La răng đúc lốp láp đẹp. Xin nhan trên sườn xe và cả trên gương này. Động cơ 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Tham khảo giùm em phần nội thất bên trong của em nó nhá. Đây, vô lăng 3 chấu này, tích hợp tuy khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, nội thất ghế da theo xe,
cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi, 248 triệu đồng, cho nhà mình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào bác Hữu Quang này, chào bác Anh Ngọc này, chào bác Thắng Ngọc, chào bác Thiên Nguyễn, chào bác Lưu Hải Dương, chào bác Đàm Chiến này, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Đấy, còn trần chờ thì nữa mà không nhấc máy lên, nhắn tin qua fanpage cho em đi. Chốt được mẫu nào này, chốt được mẫu nào trên khung giờ 8 giờ 3 phút mỗi tối này, bớt ngay 5 triệu cho anh chị quý vị mình nhá. Bớt 5 triệu mà giá lại còn thương lượng, lại còn bớt được gia đình mình ạ. Vâng, ngay sau đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình hai mẫu Toyota Innova vua 7 chỗ đây, cho cả mình cùng tham khảo này. Đấy, một dòng xe 7 chỗ quốc dân Toyota Innova, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu với động cơ 2.0, hộp số VVTi đấy ạ. Đấy, trước máy của em đây, biển 34 này, Toyota Innova 2008 này, máy số keo chỉ đây, cột kèo thì còn zin 2008, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi đây, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đây, máy số chất này, keo chỉ zin nhá, la răng đức lốp láp đẹp đây, bản G xịn này, bản G xịn xin gửi đến gia đình mình nhá. Đấy, trang bị cả phanh đĩa ABS này, đấy, có hai mắt cảm biến thống va chạm phía sau, 265 triệu đồng gửi đến gia đình mình ạ. Đấy, cạnh chiếc đời 2008 này, nhà mình tham khảo tiếp chiếc 2007 với em đi. Innova 2007 động cơ 2.0 bản tiêu chuẩn nhá. Bản tiêu chuẩn nhưng được độ lên la răng đúc này, đấy, được độ lên la răng đúc rồi. Cam nồi cam hành trình đầy đủ, đăng kiểm thì có đến cuối năm, đến tháng 12 năm 2022. 175 triệu đồng cho anh chị quý vị mình quan tâm nhá. Đây, bên em giờ đang còn hai mẫu Innova này. 2008 bản G 265 triệu đồng và 2007 bản G tiêu chuẩn 175 triệu đồng cho anh chị quý mình đang quan tâm nhé. Vâng, chào bác Lương Văn Cầu này, chào bác Đức Anh này, chào bác Hưng Nguyễn này, chào bác Chiến Đô này. Đấy, chào bác Hữu Quang này, chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chia sẻ nhiều lên gia đình ơi, chia cho em mỗi người cho em xin từ 2 này 3 4 lượt lên hội nhóm cũng như tường đi để em tham khảo tiếp gia đình mình ạ. Có Vios 2010 không? Vios 2010 nhá. Đây. Vios 2010 tiếp tục có đây nhá, anh tham khảo giùm em này. Toyota Vios 2010 màu đen đây, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Xe được trang bị la răng đúc tăm 4 bánh này, lốp lát còn mới còn đẹp, nước sơn màu đen rất đẹp luôn. Tham khảo giùm em này. Tay lắm cửa viền chân kính này, đấy, được bọc lốp này. Có vẻ trên mưa trên cao, đăng kiểm thì còn rất là dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy. Nội thất ghế da theo xe đây, nội thất ghế da theo xe. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Đấy. 195 triệu đồng nhá. 195 triệu đồng cho anh chị quý vị đang quan tâm này. Bác nào đang tìm hiểu đến dòng Toyota Vios này, bên em nó có rất là nhiều luôn. 3 chiếc 2010. 3 chiếc 2010 này. Đấy, một chiếc là 2001 và một chiếc là 2018 nhá. Đấy, đủ đời. Tầm tiền loanh quanh là 3 chiếc 2010 loanh quanh 200 triệu này. Đấy. Chiếc 2017 là 418 triệu đồng cho mình cùng tham khảo ạ. Cạnh mẫu Toyota Vios vừa rồi, tiếp theo đây, em xin gửi anh chị quý vị nhà mình một mẫu Hyundai Getz đây. Hyundai Getz 2010 đăng ký vào bánh năm 2011, động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Cầu tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 140 triệu đồng này. 140 triệu đồng cho một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu này, đến từ nhà Hyundai đây. Bền bỉ vô cùng luôn. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Sơn si đẹp, máy số keo chỉ chất. Đấy. Em xin quay vào nội thất bên trong này cho mình cùng tham khảo giúp em nhé. Nội thất ghế lỉ theo xe nhé. Nội thất ghế lỉ theo xe. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này. Gương kính chỉnh điện 4 cánh 140 triệu đồng. Hyundai Getz cho mình cùng tham khảo nhé. Thôi em xin giới thiệu lần lượt những đầu xe bên em đang có cho gia đình mình cùng tham khảo nhé. Mọi thắc mắc gì thì cứ nhà mình cứ để lại bình luận cho em đi. Để lại comment dưới phần bình luận đi. Để em tư vấn sâu thêm nhé. Vâng, các bác nào vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy hoan hỉ lên để lại cho em một lượt like cũng như một lượt chia sẻ đi gia đình mình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream của cháu ô tô đầu mối Hải Dương hơn nhá. Đấy, những lượt tin này, lượt like này, lượt chia sẻ là động lực bên em tiếp tục phát triển để phục vụ anh chị quý vị nhà mình những sản phẩm đẹp và ưng ý nhất nhá. Tiếp theo đây, với cửa tiền là 165 triệu đồng,
Lacetti 2009 giới thiệu đến gia đình mình đây ạ. Lacetti 2009 động cơ 1.6 số sàn, 5 chỗ ngồi, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Đấy, cửa tiền là 165 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng là cho anh chị quý vị đang quan tâm nhé. Xe đăng kiểm còn khá là dài này, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. La răng đúc lốp láp đẹp, sơn xi chất rồi. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi ạ, gia đình mình ơi. Đấy, bên em Lacetti có khá nhiều đầu này, tham khảo dùm em đi. Đấy, rất là nhiều đầu xe cho anh chị quý mình lựa chọn nhé. Sedan hai đầu màu đen mà chỉ có loanh quanh 150 triệu đồng thôi. Đấy, tham khảo dùm em đi. Chào bác Phượng Tuyết này, chào bác Tiến Trình, chào bác Thắng Ngọc, chào bác Trung Nguyễn Thành, chào bác Chiến Đô, chào Nguyễn An. Chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền của Tổ quốc. Cạnh mẫu Lacetti 2009 rồi. Tiếp theo đây một mẫu xe đến từ 2009 nhá. Từ nhà Kia thì giới thiệu gia đình mình này. Kia Morning 2009 1.0 số tự động. Đấy, nhập Hàn nguyên chiếc. Với cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng nhá. La răng sắt lốp láp đẹp này, cặp đèn pha trái xoài đi còn sáng nhá. Còn trong không có dấu hiệu bóng mờ do dương do nhiệt. Đấy, lộ thất ghế ra theo xe. Cờ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình đấy là 195 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng ạ. Cảm ơn chị quý vị mình rất là nhiều này. Đấy, những bác nào đang quan tâm dòng tập lái này, tránh mưa tránh nắng này, số tự động, tham khảo rồi em chiếc này đi. Đấy, màu trắng mà mẹ mắng cũng mua này. Vâng, nhà mình còn những thắc mắc gì cứ để lại bình luận xem, còn mình nhớ nó trôi hơi nhanh một xíu em chưa kịp đọc được này. Đấy, cứ để lại bình luận đi, đem tư vấn cho anh chị quý vị mình ạ. Cạnh mẫu i10 2000, cạnh mẫu Morning 2009 rồi. Tiếp cho đây với cửa tiền là 115 triệu đồng thôi. 115 triệu đồng. Lacetti 2009 này giới thiệu với gia đình mình. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp sơn xi chất 115 triệu đồng, một dòng xe tập lái giới thiệu gia đình mình nhá. Đấy, tránh mưa tránh nắng này, di chuyển đi chơi này, phục vụ mọi nhu cầu của bản thân cũng gia đình này. Tham khảo giùm em chiếc này đi nhà mình ơi. Đấy, Lacetti 2009 ạ. Cạnh chiếc Lacetti 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc Vivante Chevrolet. Vivante Chevrolet 2009 này đấy, tư nhân chính chủ, công dịch vụ taxi, biển 30 Hà Nội. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 155 triệu đồng. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi. Đấy, với nước sơn màu bạc rất là đẹp đây. Đấy, 2.0 số sàn, 7 chỗ ngồi, phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhà mình nhá. Vâng, các bác ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt tim, 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả. Đấy, để những làm nguồn động lực cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, tất cả anh em ở đây để chọn những mẫu xe ưng ý và sản phẩm chất lượng nhất phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Trước máy quay tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 đời 2014, đăng ký vân bánh năm 2017. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. Đấy, động cơ 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, máy số keo chỉ đây. Còn đẹp còn chất nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh. Nước sơn màu trắng rất đẹp luôn. Xi nhan trên sườn xe. Đấy, 195 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng với gia đình mình ạ. Đấy, thì góc đằng cuối này này em đã review và giới thiệu hết rồi. Anh chị quý vị mình còn những thắc mắc nào để lại bình luận cho em để em tư vấn thêm cho mình nhé. Đây, bác nào mà vừa hỏi Toyota Vios 2010 đây, tiếp tục tham khảo em một này đi. Toyota Vios 2010 bản E, động cơ 1.5 số sàn đây. Tham khảo giúp em ạ. Xe đi mang nước sơn màu đen này đấy, na răng đúc 4 bánh, phanh đĩa ABS có rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Tay lắm cửa viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp này, có vẻ che mưa trên cao. Máy số keo chỉ còn chất còn zin cho chiếc coi. Toyota Vios đây 2010 đấy ạ. Vâng, cả nhà mình ai đang xem buổi livestream ngày hôm nay đang quan tâm những dòng xe số tự động mà tầm giá hơn 200 triệu một chút thôi, tham khảo giúp em chiếc này gia đình ơi. Genta 2010 đây. Genta 2010 đăng ký là bánh năm 2011, động cơ 1.6 số tự động này đấy. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của quan họ chỗ tỉnh. Cam kết anh chị quý vị mình
cam kết anh chị quý vị nhà mình ở đấy là răng đúc lốp láp đẹp sơn si chất này, 210 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng cho gia đình nhá. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Máy số keo chỉ thì còn zin còn chất này. Vâng, em đang livestream nhá, bác nào mà đang gọi đây thì đừng gọi nhá, thì hôm nay stream nốt đã. Sau buổi livestream này thì em sẽ liên hệ lại ạ. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Vô lăng ba chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, tích hợp các nút điều khiển nhá. Động cơ 1.6 số tự động này. Đấy, tham khảo dùm em gia đình ơi. Đấy, nội thất ghế da theo xe nhá. Đấy, đây lẻ 10 đúng không? Đây lẻ. Đây lẻ 10 gia đình ơi. Toyota Vios bản E 2010 đi ạ. Đấy, 1.5 số sàn nhá. 5 chỗ ngồi, tham khảo dùm em đi. Có con bán tải nào không? Có con bán tải em đã giới thiệu ngay từ đầu nhá. Đấy. Forlanger 2 cầu máy dầu bản XLT 2.0 số sàn nhá. Đấy, em đang quay góc này một chút để bác mà tham khảo này. Vào trực tiếp fanpage của em đi, có hình ảnh con đó rồi này. Hoặc nhắn tin qua fanpage cho em để em gửi hình ảnh và video chi tiết của chiếc Forlanger cho anh nhá. Vâng, chào bác Thơm Nguyễn này, chào bác Nguyễn Hậu, chào bác Anh Sáu vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. Chào bác Chảnh Bonsai này, chào bác Nguyễn Văn Thắng. Chào toàn thể anh chị quý vị như mình ạ. Tiếp theo đây xin gửi đến gia đình nhà mình một mẫu Genza 2009 nhé. Tham khảo dùm em mẫu này này. Genza 2009 động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi với cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 135 triệu đồng. Đấy, xe đăng kiểm còn dài này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, tham khảo dùm em chiếc này đi nhà mình ơi. 75 chỗ ngồi mà chỉ có 135 triệu đồng nhá. Đấy, tham khảo dùm em đi gia đình ơi. Đấy, vừa rồi là khá nhiều mẫu số sàn này. Tiếp tục tham khảo em mẫu tự động đi. Kia Morning 2010 số tự động đây. Nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ 1.0, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. La xăng đúc thì được trang bị 4 bánh có phanh đĩa ABS này. Cặp đèn pha trái xoài đây, còn sáng kính quang luôn gia đình ạ. Sơn si đẹp, máy số keo chỉ chất này. Máy Eco 1.0 vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này. 205 triệu đồng cho mình cùng tham khảo dùm em đi. Đấy, 205 triệu đồng. Đấy, rất là nhiều đây mẫu xe để phục vụ gia đình mình nhá. Ở phía này em xin giới thiệu cho anh chị quý vị thêm một mẫu Hyundai Grand i10 cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Hyundai Grand i10 đời 2014, động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 245 triệu đồng bản đồ full kịch này. Thì nhà mình cùng xem em bản đồ full kịch thì có những gì nào. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh có phanh đi ABS này, lốp láp thì còn mới còn đẹp. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện này. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển và túi khí an toàn trên vô lăng. Có đè lổ sờ tao dốp rồi. Đấy, cam nồi cam hành trình đầy đủ. 245 triệu đồng cho anh chị quý vị mình tham khảo mẫu Hyundai Grand i10 để trước máy của em nhé. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, máy số thì vô cùng là lành ạ. Đấy, rất là nhiều i10 luôn. Đấy, vừa rồi là một chiếc bản đồ 2014 này. Đây, tiếp theo đây giới thiệu anh chị quý vị mình tiếp tục Hyundai Grand i10 đây. Một chiếc bản đồ full kịch 2014 này, đăng ký là bánh là 2017. Và một chiếc bản tiêu chuẩn nhé, mình tham khảo dùm em đi. 245 triệu đồng bản đồ full kịch 2014 này. Đấy, na răng đúc, lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn chi chất, 245 triệu đồng, tham khảo dùm em ạ. Nhưng bác nào đang quan tâm dòng Hyundai Grand i10 này, bên em rất là nhiều luôn. Đấy, từ bản đồ này đến bản tiêu chuẩn cũng như là bản full kịch cho mình cùng tham khảo ạ. Đấy, còn trước bản full kịch trước máy quay nhá. Giới thiệu gia đình này. Hyundai Grand i10 2016, đăng ký là bánh năm 2018, động cơ 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, xi nhan trên sườn xe này, na răng đúc lốp láp đẹp. Cửa tiền gửi gia đình nhà mình là 240 triệu đồng ạ. Đấy, tham khảo dùm em đi gia đình ơi. Đây, nhà mình cùng tham khảo tiếp veo này. Một đầu Kia Morning 2016 nhá. Đấy, tham khảo dùm em gia đình ơi. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. 215 triệu đồng.
giác còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị ạ. Quay lại em chiếc con là gì nhỉ? BS15A vừa rồi là con nào anh nhỉ? Con BS15A vừa rồi là con nào anh ơi? Anh để lại cho em tên xe đi để em tư vấn cho anh nhá. Đây con 15A này đúng không anh Thống Đạt ơi? Anh để lại cho em tên xe đi nhá, để em tư vấn cho nó dễ anh ơi. Có rất là nhiều mẫu biển số 15 ở bên em đấy. Chào anh Nguyễn Văn Thận này, chào bác Lan Vũ này. Đây, em xin phép giới thiệu nốt con Morning 216 để ra mình cùng quan sát nhé. Đây, Kia Morning 216 1.25 số sàn 4 máy 215 triệu đồng cho gia đình mình cùng tham khảo này. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp này. Đấy, la răng đúc phay 4 bánh này. Đấy, cầm bệ thì không mục mọt nhá. 215 triệu đồng xin gửi đến gia đình nhà mình ạ. Đấy, cả gia đình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, cho em xin mỗi người 2-3 lượt chia sẻ lên hội nhóm bức tranh cá nhân đi. Không mất tiền không mạc gì đâu, mà để ủng hộ Thanh Tùng, để ủng hộ cho ô tô Lồ Mối Hải Dương, lấy làm động lực cho em để phục vụ anh chị quý vị mình vào khung giờ 8:03 mỗi tối ạ. Cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, thời gian qua luôn luôn theo dõi em này với khung giờ thân thuộc nhá. Đấy, có những bề thắc mắc gì đi để lại bình luận giúp em đi ạ, cả gia đình mình ơi. Chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán ký gửi những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng. Địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Đấy. Hai số line thì là 0347 70177 và 0343 540 99 này. Ôi chết rồi, em xin để lại số điện thoại nhé, để gia đình mình cùng tham khảo này. Đấy, mải like bẻ báo giá với cả gia đình mình quá mà quên để lại số điện thoại luôn. Đấy, hai số line mấy mạng kém quá mà không để lại số hotline gia đình mình ơi. 0347 này 701777 và 0343 540 999. Đây, ok, hai số này thì em đã để lại trên màn hình này. Còn những thắc mắc gì này cần tư vấn, gọi điện trực tiếp sau giờ livestream cho em đi để tư vấn cho anh chị quý vị hoặc nhà mình. Đấy, hai số này được tổ bán hàng trực 24/7, không kể thứ bảy và chủ nhật nhé, phụ anh chị quý vị mình 24/7 luôn. Đấy, cứ gọi là có người nhấc máy thôi, cứ gọi là có người phục vụ gia đình mình ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe em đã review rồi. Đấy, rất là nóng luôn. Thì vừa rồi em đã đi hết một vòng chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương, giới thiệu cho anh chị quý vị nhà mình 86 đầu xe rồi nhá. Đổ từ 5 chỗ này đến 7 chỗ này, tầm tiền từ 45 triệu cũng có này. Đấy, 95 triệu cũng có, 200 triệu cũng có, 600 triệu rồi. Nhà mình đã thấy ưng ý mẫu nào, tham khảo dùm em nhé. Để lại bình luận, để lại comment, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em. Thì buổi live stream ngày hôm nay xin kết thúc đây. Muốn có xe hay thì tìm ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị như mình trong những buổi live stream tiếp theo vào khung giờ 8:03 mỗi tối ạ. Ông Bắc Thống Đàn có sở bác cái ba tít không? Vâng, thì em xin lưu lại máy quay 5-7 phút nhá, giới thiệu cho anh Thống Đàn này. Có sở tít, có mà tít sở bác nhá. Đây, sở bác mới về đây, 95 triệu đồng bán trên live stream cho anh luôn nhá. Đấy, để 98 triệu nhưng bán 95 triệu đồng này, tham khảo dùm em này. Sở Bắc 209 này, đăng ký là bánh năm 2010 này, la răng đúc lớp láp đẹp này. Đấy, phanh đĩa hai bánh trước nhá. Đấy, sơn xi máy số keo chỉ còn chất còn đẹp này, đăng kiểm còn dài. Đấy, tham khảo dùm em đi bác Thống Đàn ơi. Đấy, thấy một khách hàng rất là nhiệt tình đấy, đã hỏi mấy dòng xe bên em rồi. Đấy, đấy, tham khảo dùm em này anh ơi. Đấy, em xin quay một vòng nhá. Đấy, sở Bắc 209 này, đấy mà còn liền nạc còn đẹp như này luôn, tìm đâu ra được ngoài chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương cả gia đình ơi. 0.8 số sàn, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. Đấy, anh Thống Đàn nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi. Đấy, sau buổi livestream này thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh và video chi tiết còn đấy nhá. 95 triệu giá còn bớt còn thương lượng cho anh Thống Đàn quan tâm này. Đấy, đây có Matiz cho anh Thống Đàn tham khảo dùm em nhá. Đây, Matiz 208 đây, 45 triệu đồng tham khảo tiếp cho em mẫu này này. Máy số chất này, sơn xi máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp, nội thất ghế da hai chiều Z bút luôn. Đấy, điều hòa hai chiều Z bút luôn, 45 triệu đồng này. Đấy, bán hàng kỷ niệm cho anh chị quý vị nhà mình luôn nhé, 45 triệu đồng ạ. Vâng, thì vừa rồi em đã chia tay rồi, nhưng chia tay cả gia đình mình rồi. Đấy, nhưng lán líu lại, xin gia đình mình một vài phút líu lại để
giới thiệu cho bác thống đàn hai mẫu sờ tít với ma tít ở sờ bắc đấy, nói líu hết cả giọng rồi. Ma tít ở sờ bắc của bên em nhá. Cảm ơn anh chị quý vị mình đã vẫn tiếp tục theo dõi trong vài phút vừa qua. Xin chào gặp lại gia đình mình ạ.